tới công chuyện luôn mọi người, tới công chuyện luôn, xe lọt xuống đè rồi, xe lọt xuống đè rồi. Lên chưa, lên được chưa? Cù sụp bánh chú mẹ nó, nửa bánh xe luôn rồi. Lên đó, lên đó, lên đó. Lên này, lên này, lên này, lên này. Rồi lên mà phà luôn rồi. Quá mạnh này. Nghỉ luôn. Rồi có chiếc xe mà đông quá, đông rồi. Đấy, quay móc lại kìa, họ nó chạy cái nhát kìa. Đúng không, có cây này là cũng mạnh lắm á. Nằm ở đây là thua à. Nằm, nằm ở bộ cây cột điện à. Tính như cây này ra cũng nhổ mấy chiếc rồi đó. Ừ. Cứng cột điện không dám bổ không? Bộ cẩu gãy cột điện là ở tù đó. Cây này để chồng lên cũng có lý rồi đó. Lên phà phà đó, lên. Ờ, hết ba lan là khỏi rồi. Hết ba lan lên, lên đi được, được lấy xe nâng kéo lên tiếp. Bây giờ lên bến đầu rồi đó. Xe nó còn số không? Rồi lên hỏng bánh xe luôn rồi kìa. Lên hỏng bánh xe luôn rồi. Cái gì? Dỡ lậu luôn hả? Dỡ vậy? Chết mẹ. Dỡ mà đó. Anh đâu ơi, bây giờ mình năng mình ve hơi hơi được, mà không được. Không được, không được bây giờ. Thôi chứ không bao giờ. Không bánh không có ve được. Bây giờ lên áo ngoài trước, đầu nó chống lúc sẽ năng ve được cho, năng đầu lên được cho. Không có cần cho bánh trước, cần cho bánh trước. Bây giờ mình lên đây ngồi. Ngồi để bánh xuống cái gì. Đó, đó, đó. Lên cần cái bánh trước đi, cần cái bánh trước, cần cái bánh trước. Khoan, vậy đi, để từ từ. Để lấy xe đúc nặng cái bánh lên, nặng đầu trước lên. Nặng nặng đầu trước được chưa? Chết mẹ xác quá trời luôn, sao nặng trời. Nặng lại đó, chị mình đẩy lên không? Để nó che ngồi đi. Ê, chị cái bánh dưới lên nào. Lên. Lấy lại lấy ngay ngay nha. Ô rồi, ngư. Rồi được rồi. Cánh bánh ra. Không được, đừng tới nữa, tới nó sụp nè. Tới nó lão kìa, rồi. Rồi được rồi, để tôi tháo bao lan ra đây rồi kìa. Rồi lên rồi phải không?
rồi thoát nạn rồi đó.